Chào các bạn, mời các bạn ghé vào thăm nhà thờ Phạm Pháo, giáo phận Bùi Chu. Nhà thờ rất là cổ, trong đồng gỗ gỗ cổ. Mời các bạn đón xem. Có khi mình nhìn nhà thờ cổ thì không bao giờ nó sáng sủa bằng nhà thờ làm bằng bê tông mà sơn thì nó sáng, nhưng nhà thờ cổ thì đồng gỗ nó rất là tối. Mong các bạn đã rất thông cảm. Thế nhưng hiểu về gỗ thì nó rất là gầm ghì, rất là có giá, trải qua các thời đại, qua các cơn bão cơn mưa, nhà thờ này còn giữ còn nguyên cổ. Bốn hàng cột các bạn nhé, bốn hàng cột, bốn hàng ghế. Nhà thờ này kể cả gian thánh là 8 gian. Chứa rất nhiều người. Mời các bạn cùng tiến lên cung thánh. Nhà thờ rất cổ kính các bạn nhé, rất là đẹp. Trải qua các thời đại mà giữ được nhà thờ như thế này rất là quý. Các cái đèn này thuộc về như kiểu đèn cổ các bạn, toàn bộ là đèn cổ kính trước ngày.
có một số đèn ở giữa kia thì đèn mới, còn đèn cạnh đây là đèn cổ. Đồng hồ là đặt đồng hồ cổ trước này. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau. Xin chân thành cảm ơn.